Xin chào tất cả anh chị, hiện tại Thế Nghĩa đang ở trục đường Lỗ Giáng 24. Đây là một trục đường rộng 5,5m. Nếu các anh chị đang tìm một ngôi nhà với diện tích vuông vắn, mặt tiền đường được xây 3 tầng kiên cố với đầy đủ công năng, 3 phòng ngủ thì đây là ngôi nhà các anh chị nên tham khảo qua. Xin mời các anh chị. Xin mời các anh chị tiến vào trong ngôi nhà này. Trước tiên, phía mặt trước chúng ta sẽ có một cánh cổng lớn rộng 4 cánh cửa, và phía trước sân rất dễ nhận ra chúng ta có một khu vực sân đỗ xe vô cùng là rộng. Chiếc với cái sân này chúng ta có thể để cách đâu đó phải là một chiếc 7 chỗ. Đấy, một khoảng rất là rộng. Tiến vào trong ngôi nhà chúng ta có cũng thêm 4 cánh cửa nữa lớn để mà đón không khí và ánh sáng vào trong nhà. Tiến vào phòng khách thì chúng ta có một tông màu trắng cùng với những cái phào chỉ được bố trí hai bên mảng tường giúp cho cái phòng khách này trở nên sang trọng hơn. Chúng ta có một bộ sofa màu trắng, có một chiếc bàn rồi. Phía bên kệ tivi thì đang có kệ tivi, một cái học kệ, có một cánh cửa tủ bên này. Đấy. Tiếp theo chúng ta có một không gian bếp rất là rộng. Ở đây thì chúng ta có một cái bàn rửa tay ở ngoài này, nếu sử dụng phòng khách thì hoặc là phòng bếp chúng ta có sử dụng chung. Ở đây thì chúng ta có một nhà vệ sinh chỉ dành riêng cho việc đi vệ sinh thôi nhé. Ở đây chúng ta có một hệ bàn với 6 chiếc ghế, cũng là một cái nét họa tiết phào chỉ ở đây kèm hai chiếc đèn. Đấy. Phía bên bếp thì chúng ta có một hệ bếp chữ L, phía bồn rửa thì đặt ở đây. Khu vực bếp nấu đang được để trống. Chúng ta có hệ tủ trên, tủ dưới rồi, và tặng kèm một chiếc tủ lạnh, 4 cánh cửa ở đây luôn, rất là mới. Chưa hết, đằng sau này chúng ta có một khoảng sân rất là đẹp mà các anh chị cùng tham quan nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái khu vực đường thoát hiểm ở đằng sau này và khoảng sân này. Đấy, mời khách về nhà cũng rất là hay các anh chị ạ. Đấy, đang rất là trống trải. Và trở lại vào phía bên trong ngôi nhà, mời các anh chị cùng tiến lên khu vực tầng 2 nhé. Tầng 2 thì chúng ta sẽ có một cái hệ cầu thang tên là mặt kính, tay cầm gỗ và các bậc là bằng đá. Đấy. Ở đây chúng ta có một cái giếng trời thông thẳng lên phía trên. Đấy. Tầng 2 thì chúng ta sẽ được bố trí hai phòng ngủ, ở mảng tường này chúng ta cũng đã được ốp gạch rồi. Đấy. Đối với phòng ngủ này thì chúng ta sẽ vào luôn cái phòng ngủ bên tay phải này. Đấy, phòng ngủ bên tay phải thì là một phòng ngủ dành cho trẻ em trong gia đình thôi. Chúng ta có một hệ cửa để nhìn ra khu vực sân sau này, đầy đủ các mảng tường, giường, tủ thì một chi tiết nhỏ là tủ của chúng ta sẽ là có đèn bên trong, mở cửa ra thì đèn sẽ sáng, kể cả bên này, đấy, đều có đèn ẩn bên trong cả. Và chúng ta có một nhà vệ sinh kèm tắm ở trong khu vực này. Tiến đến khu vực phòng ngủ master của hai vợ chồng thì chúng ta sẽ có một không gian vô cùng là rộng. Một nhà vệ sinh sẽ đặt bên tay trái khi bước vào, một không gian rất là rộng các anh chị ạ. Một hệ cửa full lấy ánh sáng. Bên này cũng có một hệ cửa sổ nhỏ nữa, mảng tường cũng đã được trang trí. Ở đây chúng ta có thể đặt tivi, và bên này thì chúng ta sẽ có một hệ tủ có đèn bên trong nữa, rất là hay. Đấy, bàn làm việc thì sẽ đặt bên này. Đấy, xin mời các anh chị cùng theo Thiên Nghĩa lên tầng 3 nhé. Nhìn chung thì đây là một ngôi nhà với phong cách vô cùng là đơn giản thôi, điểm nhấn vài chi tiết nhưng mà nó sẽ hướng về cái sự chắc chắn cũng như cái giá thành ở mức hợp lý, chỉ hơn 3 tỷ một tí. Ở tầng 3 thì chúng ta sẽ có một sân phơi giặt ở ngoài này. Đấy, một sân phơi rất là rộng ở ngoài này. Nhìn về hướng bên này thì các anh chị có thể thấy đây là một trường cấp 3 ở trong khu vực. Và phía bên này chúng ta có một cái bờ kênh. Và chính vì vậy nên chúng ta có một cái view rất là thoáng, các anh chị có thể thấy. Chúng ta có một cái view cực kỳ là thoáng. Rất hay đúng không ạ? Xin mời các anh chị trở lại vào trong khu vực này. Chúng ta sẽ có một phòng ngủ ở đây nữa. Đấy, đây là phòng ngủ thứ 3 của ngôi nhà này. Đấy. Phòng ngủ này thì
cũng rất cơ bản. Chúng ta có một giường, các chi tiết và một cái khu vực để đặt tivi ở đây. Trở lại khu vực phía đằng trước, chúng ta sẽ có một phòng thờ ở khu vực phía trước này. Đấy, rất là cơ bản, chúng ta có một phòng thờ ở đây, một cái ban công nhỏ nhỏ để có thể ra mà hít khí trời được, đúng không ạ? Đấy. Trở lại một chút tổng quan về ngôi nhà này, chúng ta có một ngôi nhà 3 tầng mới hoàn thiện xong, có sân đỗ ô tô, 3 phòng ngủ, mặt tiền đường 5,5 m, với một vị trí khá là thuận tiện ở khu vực Hòa Vang của thành phố Đà Nẵng. Thì cái mức giá mà gia chủ đưa ra là 3,65 tỷ cho ngôi nhà này. Kính thưa các anh chị, với mức giá này Thiên Nghị đánh giá là tương đối là phù hợp. Nếu các anh chị có nhu cầu xem ngôi nhà này hoặc là mua bán ngôi nhà khác nữa, xin mời liên hệ với Thiên Nghị theo hai số hotline được hiển thị bên dưới phần màn hình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.